Xin kính chào những quý vị khán giả đang theo dõi Truyền hình Mai TV. Quý vị và các bạn thân mến, nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, đồng thời để tăng cường tính năng tương tác hiện đại, Truyền hình Mai TV đã cho ra mắt dịch vụ TV Voting, bình chọn trực tiếp qua màn hình PC. Đây là một dịch vụ rất hấp dẫn, tuy nhiên sẽ còn rất nhiều những vị khán giả còn bỡ ngỡ khi sử dụng dịch vụ này. Chính vì thế mà chúng tôi đã cho ra mắt clip hướng dẫn này. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Dịch vụ bình chọn TV Voting là dịch vụ cho phép khán giả truyền hình đánh giá bình chọn một nội dung, chương trình trong một thời gian nhất định. Để tham gia bình chọn, khán giả vui lòng thực hiện các bước sau. Bước 1. Từ màn hình giao diện chính của MyTV, người xem di chuyển phím tổ hợp nút trái, phải và nhấn phím OK để lựa chọn dịch vụ bình chọn. Bước 2. Sau khi màn hình dịch vụ bình chọn hiển thị như quý vị đang theo dõi, di chuyển tổ hợp phím trái, phải, sau đó nhấn phím OK để lựa chọn nội dung muốn xem. Bình chọn mới là 4 nội dung bình chọn mới nhất được đưa lên hệ thống. Khi bấm vào tên nội dung sẽ hiển thị thể lệ, giới thiệu và hướng dẫn bình chọn. Tất cả bao gồm các nội dung bình chọn còn hiệu lực trên hệ thống. Lịch sử bình chọn là lịch sử các lần bình chọn của account. Kết quả là kết quả của các nội dung bình chọn đã hoàn thành. Tiếp theo, di chuyển phím xuống, sau đó sử dụng các phím lên, xuống, trái, phải và nhấn phím OK để lựa chọn chương trình muốn tham gia bình chọn. Bước 3. Sau khi ấn OK để lựa chọn chương trình muốn tham gia bình chọn, màn hình hiển thị như quý vị đang theo dõi. Di chuyển phím lên xuống để lựa chọn nội dung bình chọn, nhấn phím OK để xem giới thiệu về bình chọn, di chuyển phím trái phải và nhấn phím OK để xem hướng dẫn và tham gia bình chọn. Bước 4. Tại biểu tượng bình chọn, ấn phím OK để tham gia bình chọn, hệ thống sẽ thông báo số tiền khách hàng phải trả để tham gia bình chọn. Nếu đồng ý, ấn phím OK. Ngoài ra, trong trường hợp đã hiểu thể lệ tham gia bình chọn, khán giả cũng có thể tham gia bình chọn cho nội dung muốn bình chọn bằng cách di chuyển phím trái phải và dừng ở icon bên phải của chương trình đó ngay tại màn hình chính. Bước 5. Sau khi khán giả bình chọn thành công, màn hình hiển thị chúc mừng khán giả đã bình chọn thành công, vui lòng trở lại màn hình kết quả để theo dõi kết quả bình chọn. Trên đây là một số những thao tác khi sử dụng dịch vụ TV Voting. Hy vọng với những hướng dẫn vừa rồi sẽ giúp quý vị yên tâm và thuận tiện hơn trong khi sử dụng dịch vụ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.